Ừ. Lỡ lừa la cái kia đó. Ừ. Thế ọt này. Có bàn phẹt mến lâu ấy nhé. Tại tỏa phẹt đi phải cho một nàng mê rô chứ ra. Bên nhung đại sẽ đạp không bọt rồi. Sốt. Bọt mây tầm chân. Đấy bọt một chân không còn ở đây nữa. Nhưng bổng bàn ấy bọt hàng lụa khổng tơ lụa tủ sáp độ ấy. Chân chân với con chân. Đó bây giờ khai tầm mốc á. Bây hiện chóp á. Lôi bị cua xa khá lôi dân xong khá lăng. Tại nhưng không nhận đấy cái nổ bong. Ờ thì cái thứ tiết thứ ấy hơi đọc bong đọc đi qua ram rồi á. Lại nó bởi dân tư dân thư ấy lũ ấy có bán đó nè. Tinh tế nó mà là vớ anh đó. Pi bom pram rồi nè. Chẳng gì đó ha. Tế nắng cái lũ ôi chẳng nè. Cray cro nè. Mật xíu mấy pi bom pram rồi. Ờ tế vì ta lại bay mơ. Tại dân bong thử bốn pi bom pram rồi. Rồi tỏ mơ mà khai bong mà rồi. Khai bong mà rồi. Thì mình nè tinh mà nó mà là vớ nhỉ. Chứ mà nhung chồng ấy nó mình sẽ kéo game mai nhưng mà hay té vì chân vì vọt nung tới tập pram đọc là lâu rồi tại họ đang thay chân đây má nhưng mà nằm bên nhà nơi té chúa nhưng đừng chọn đấy nhỉ bồ té luôn ấy chọn. Đặc biệt chắc luôn ấy nhưng anh đam tạ đạp đam ấy ban tinh tôi chứ còn ơi vì hưởng prắc là nghe tinh mà hô kê prắc tinh mà hô kê là nghe tinh mà hô kê đi không sao lôi vậy chứ hai mươi hai hả chân ta chân kệ cả đam mà nè ta thầy chồng vậy thanh nhưng mà chơi tinh mà hô kê prắc là nghe vậy chứ